Chào các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe nhé. Năng lượng tôi tràn đầy vì cứ mỗi lần đứng trước ống kính, tôi như nói chuyện như trước rất là nhiều mọi người. Tôi có nhận được một cái cuộc điện thoại thì tôi bảo vậy chứ, em ơi, em ở thành phố Hồ Chí Minh có rất là nhiều luật sư, em tại sao em chọn tôi? Thì em bảo với tôi rằng là xem video chị có tính nhân văn, tôi chỉ cần như thế thôi các bạn ạ. Em bảo em là dân công nghệ, em là dân IT, cho nên thật sự rằng là em cũng không có biết nhiều về luật. Tuy nhiên khi gia đình gặp những cái vấn đề liên quan tới luật thì em sẽ quay lại và em update lại những thông tin về gia đình. Trong cái mạch kể của em có rất là nhiều câu chuyện và tôi nghĩ rằng là tôi giữa em và tôi có một cái sự đồng điệu về tâm hồn. Đồng điệu, tôi cứ kể giống như là em kể một cái câu chuyện mà lội ngược dòng đó quý vị và các bạn. Tưởng rằng cái hồ sơ gia đình em nó sẽ đi vào cái ngõ cụt. Tuy nhiên rằng là bằng cái lương tâm, và em bảo rằng là những cái mà họ lừa gia đình em thì em phải quyết lấy lại cho bằng được. Tôi ủng hộ em. Họ đã pháp luật về thừa kế. Tôi có làm hồ sơ cho một chị. Sau này thì sau khi làm xong thì chị hỏi với tôi về những cái quy định về thừa kế. Thôi thì hôm nay nhân một cái việc mà em ủng hộ chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn hỏi đáp về thừa kế các bạn nha. Khách hàng hỏi với tôi rằng là chị ơi, ba em chết rồi, mẹ em giấy tờ thì đứng tên có một mình mẹ, thì giờ bây giờ như thế nào chị, giờ mẹ em phải như thế nào, giờ nếu trong trường hợp mẹ em bán thì như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại, trước khi trở lại cái vấn đề thứ nhất, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện. Ông A và bà B, hai người là vợ chồng. Thì các bạn biết rồi, trong vợ và chồng mà theo nguyên tắc của trước đây á, thì cái việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên có một vợ hoặc chồng thôi. Thì sau khi người vợ chết thì tài sản lúc đó mặc dù là đứng tên một người chồng nhưng đó là tài sản chung vợ chồng. Thì các bạn biết không, cái trang đầu tiên là cái trang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng vẫn đứng tên người chồng. Tuy nhiên là qua cái trang cập nhật trang tư á, thì lại là cũng vẫn đứng tên người chồng, thì gọi là nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Như vậy, tôi muốn giải thích cho quý vị và các bạn rằng trước đây tài sản chung vợ chồng đứng tên một người. Tôi nói chậm lại ha. Trước đây tài sản chung vợ chồng nhưng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một người. Sau khi một trong hai người, người vợ hoặc người chồng chết đi thì họ đã khai nhận di sản thừa kế qua tên của người còn lại. Và trong trường hợp này, người chồng đã được toàn quyền định đoạt đối với tài sản chung vợ chồng. Trong trường hợp này đã khai nhận di sản thừa kế. Tiếc quá tôi cũng không có cầm một cái giấy chủ quyền nhà để cho quý vị và các bạn xem. Trở lại vấn đề của mình là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đứng tên ba. Tuy nhiên rằng là đây là tài sản chung vợ chồng của ba và mẹ. Thì tôi mới hỏi vậy chứ ông nội bà nội em còn sống hay không? Thì em bảo là có mình ông nội còn sống thôi. Thì tôi mới hỏi tiếp là vậy nhà em, ba mẹ em có tổng cộng là con ruột con nuôi mấy người? Thì em bảo với tôi rằng là có tổng cộng hai người thôi chị. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ, nếu gia đình chúng ta có một cái sự đồng thuận về nhận cái di sản thừa kế này, thì trên nguyên tắc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, của vợ và chồng, tuy nhiên khi chồng chết
thì 1/2 tài sản là của người vợ. Lấy tài sản chia đôi trước nha. Tiếp, sau khi 1/2 tài sản của người chồng trở thành di sản của người chồng, di sản thừa kế, thì sẽ chia thứ nhất cho ông nội, thứ hai là cho vợ, thứ ba là cho hai người con. Vậy thì tổng cộng di sản thừa kế, mình lấy 1/2 di sản chia 4 nữa thì ra 1/8 di sản. Thì sau khi mà chia thừa kế, biết mỗi người được một suất thừa kế tương ứng với cái tỷ lệ trong cái di sản, thì chúng ta có những cái quyền như là quyền từ chối. Thôi, tôi khá giả rồi, tôi tặng lại cho mẹ tôi không nhận đâu. Thôi, ông nội bảo thôi, tài sản của hai vợ chồng mày, tao vợ già rồi, tao cũng có tài sản riêng của tao, thôi tao nhận, nhưng mà tao cho lại cho mày đó, cho lại cho con dâu đó. Thứ ba nữa rằng là theo luật thừa kế thì tao được 1/8, thôi thì nhà 800 triệu, thôi đưa cho 300 triệu đi con, chẳng hạn như vậy. Có rất nhiều cách để thỏa thuận tài sản trong cái quá trình khai nhận di sản thừa kế các bạn nhé. Cũng xin lưu ý là trong những cái trường hợp mà hồ sơ của luật sư đưa đến cho quý vị và các bạn là những hồ sơ thực tế mà văn phòng có được, các bạn cũng tùy theo những cái trường hợp mà các bạn có thể hiểu cách chia thừa kế, chứ không phải tất tần tật những cái vụ việc thừa kế đều giống nhau. Nếu như trong trường hợp trong cái hồ sơ trên không phải là hai đứa con mà là có một đứa con rơi nữa thì sao? Đó, nó có rất là nhiều trường hợp, cho nên đa số thì luật sư sẽ rất thận trọng sau khi nghe được toàn bộ cái sự trình bày của các anh chị và các bạn, luật sư sẽ đưa ra những cái ý kiến tư vấn. Còn nếu như quý vị và các bạn nào xem những cái video mà thấy na ná giống giống gia đình mình và cũng mong muốn đưa cho ý kiến pháp lý, thì chúng ta hãy xem video một lần, hai lần, ba lần, năm lần như vậy để chúng ta hiểu thêm những cái quy định của pháp luật, và chúng ta tra những cái nguồn khác nhau, những cái video khác nó có nội dung như thế nào các bạn nhé. Dĩ nhiên trang Dân Ta Phải Biết Luật Ta là một cái nguồn chính thống để mà dẫn đến những cái quy định của pháp luật. Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng phải có những cái chính kiến, chứ không cứ coi cái hồ sơ của khách hàng, những cái hồ sơ mà coi ở trên video là ứng dụng trong trường hợp của mình thì rất là khó. Quý vị và các bạn lưu ý nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Hôm nay là ngày 27 rồi. Cuộc sống thì có những cái cung bậc khác nhau. Hy vọng rằng là khi các bạn đến với tôi sẽ trả lời cho quý vị và các bạn một tính nhân văn nhất. Tôi cũng xin lưu ý các anh chị và các bạn có những cái bức xúc thì chúng ta hãy tự kiềm chế trước khi điện thoại đến văn phòng. Tại vì tôi chỉ giúp các bạn, chứ tôi không phải là cái nơi để các bạn trút những cái cơn giận. Hôm qua có một cái khách hàng như vậy đó, và tôi cũng muốn nhắc khéo cho những ai đang có ý định đến với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, muốn được tư vấn, thì chúng ta phải quản lý cái thái độ của chúng ta. Có thể chúng ta có những bức xúc về lâu, về dài, nhưng nếu trong trường hợp chúng ta cảm thấy chúng ta không quản lý cái thái độ của chúng ta được, ngày mai không gọi được, ngày mốt, một tuần, hai tuần, chúng ta gọi cho luật sư mà chúng ta giống như là tôi đúng, người đó sai, và luật sư ơi, tôi không đồng ý các bạn nha. Các bạn sẽ rất là bình tĩnh khi mà gọi điện và trình bày ngắn gọn, trọng tâm vào vấn đề để dành thời gian khung giờ 8 giờ, 9 giờ cho tất cả mọi người trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi thích lắm, nếu 8 giờ đến 9 giờ, nếu tôi tư vấn được 3 vị khách hàng, thì đó là một trong những cái niềm hạnh phúc của tôi, và tôi sẽ tiếp tục cống hiến. Còn nếu như trong trường hợp các bạn biết không, trong bộn bề cơm áo gạo tiền mà các bạn đưa cho tôi cả thái độ mà quát tháo ở trong điện thoại, thì tôi biết sao giờ. Chắc chắn là tôi sẽ
bị nghe một cách rất là mệt mỏi. Các bạn nha, nhớ giúp giùm tôi trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nếu chúng ta không quản lý được thời gian, thôi mình cứ coi video của luật sư rồi cái nào giống giống cái của mình. Rồi coi xong, coi 5 video không được, coi 10 video không được. Rồi sau khi nè, bắt được cái nhịp của dân nhà luật rồi thì luật sư ơi, bây giờ trong trường hợp này quan hệ tranh chấp của tôi là như thế này, luật sư giúp tôi nha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Chúc quý vị và các bạn một năm tràn đầy sức khỏe. Xin trân trọng cảm ơn.